và chúng ta đến để tôn vinh Đức Chúa Trời yêu thương của chúng ta. Và chúng ta đến đây, mọi điều chúng ta làm và mọi lời chúng ta hát đều chỉ dâng lên một mình sự vinh điển, một mình Đức Chúa Trời của chúng ta mà thôi. Chính vì thế mà con rất mong rằng không chỉ là cháu đến đây trên này hát, mà tất cả quý vị hãy cùng hòa lòng với cháu để cùng tôn lời cha yêu thương của bố chúng ta. Quý vị đồng ý không ạ? Có thể cho quý vị của em to một tí không ạ? Cái giọng em nó hơi yếu. Cũng tâm sự thật với các cô chú là hôm nay cháu chạy hơn nhiều xô. Sáng sớm là cháu hát bên nhà thờ Sơ Lì và buổi chiều thì tại nhà thờ Bơ Lơ Lì. Và bây giờ thì gặp cô chú tại đây. Và cháu cũng thấy rất nhiều những gương mặt mà từ sáng giờ cháu đã gặp rồi đấy. Các cô chú là cô chú vẫn hòa lòng cùng cháu và khích lệ cháu trên cái đường hợp với Chúa. Điều đó là điều rất là tuyệt vời với cháu. Để bạn cũng không thể mo được những tình cảm yêu thương như vậy. Trước khi cháu ca ngợi cho cháu được cầu nguyện với Chúa một chút ạ. Ôi kính lệ Chúa là cha yêu thương của chúng con. Cha ơi, con rất lời cảm tạ ơn Chúa. Cảm ơn Chúa bởi tình yêu thương trong ngày quá đỗi tuyệt vời. Cảm ơn Chúa bởi vì con biết là ngày con đang dẫn đưa con mỗi ngày. Chúa ơi, hôm nay Chúa đã thấy những gương mặt của ông bà anh chị em của chúng con, kể đến người quen thuộc và cả những người từ rất xa đến đây. Chúa ơi, Chúa thấy được tấm lòng của họ đang đến đây để nghe về những gì Ngài muốn nói qua con hôm nay. Chúa ơi, xin Chúa cất đi những nỗi lo lắng, những ưu phiền, những điều gì còn buồn bực, những điều gì mà trong lòng của ông bà anh chị em con đến đây hôm nay còn nhiều ngổn ngang trăng mối, thì xin Chúa cất hết đi những điều đó. Xin Chúa trao lại cho con sự bình an như Ngài vẫn luôn hứa ban rằng sự bình an ta để lại cho các con, sự bình an ta cho các con chẳng phải thế gian cho, lòng các con chứa bối rối và đừng sợ hãi. Ôi Chúa, giờ phút này xin Chúa mở lòng ông bà anh chị em chúng con được phút nào để chúng con được lắng nghe tiếng dịu dàng và êm ái của Chúa, để con được biết rằng cuộc sống của chúng con còn có một đấng quyền uy và cao cả đang vẫn chăm sóc chúng con mỗi ngày, mà đôi khi chúng con không biết và không thể vượt Chúa, nhưng mà Ngài vẫn luôn yêu thương chúng con ở mọi nơi mà muốn cho đời sống này. Chúng con dâng chương trình hôm nay, dâng mọi điều cho tay yêu thương của Ngài. Xin Ngài thể chịu và dẫn dắt chúng con trong một tối tuyệt vời để cha nhé. Con dành mọi điều dâng cho cha và thành kính cầu nguyện cho cha Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Hoàng Nam hôm nay cháu rất muốn nói thật là nhiều điều, bởi vì có lẽ ở đây cháu cũng thấy nhiều người đã từng nghe cháu tâm sự rồi, nhưng cũng có nhiều cô chú chưa nghe bao giờ, nên chắc hôm nay cháu sẽ nói lại từ đầu. Ai đã nghe rồi thì nghe lại một lần nữa nhé. Bài hát đầu tiên cháu xin được tôn trinh vinh Chúa ngay bây giờ, đó là một ca khúc mà mỗi khi hát lên thì cháu cảm thấy giống như tấm lòng của cháu bây giờ vậy. Một ngày có Chúa, một ngày có Chúa Giêsu, lòng ta cảm thấy thực sự bình an và hạnh phúc. Và nếu như chúng ta có Chúa mà vẫn chưa thấy bình an và hạnh phúc, bạn cần phải xem lại ạ. Thực sự đã mời Chúa vào lòng mình hay chưa? Bởi vì khi Chúa thực sự ngập tràn trong lòng mình thì chỉ có sự bình an và hạnh phúc.